giải đáp câu hỏi tuần trước, để cây cao su quang hợp tốt và cho năng suất thì kali là yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất. Xin chúc mừng khán giả Trần Văn Thảo, thành phố Hồ Chí Minh đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án C của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này: bón phân cho rau ăn lá như thế nào là đúng? A. Bón lót ít phân hữu cơ và bón nhiều phân đạm. B. Bón lót nhiều phân hữu cơ và bón phân đạm giai đoạn sớm. C. Bón lót ít phân hữu cơ và bón phân đạm giai đoạn gần thu hoạch. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách, câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084 3968 777.